Rồi ok, hello xin chào mọi người. Mình là Kea thì hôm nay mình sẽ chơi Roblox Space Miner. Đúng rồi, Space Miner thì cái này là mình sẽ sở hữu một cái hành tinh như thế này đây. Thì mình sẽ chặt cây và đi đào đào chặt cây và đào mỏ để mình kiếm tiền rồi xây nhà, nâng cấp rìu này nọ. Rồi thì ok, thì bây giờ ở đây nó có cái map New Planet nè, thì mình sẽ lựa cái nào mà mình ưng ý nhất, mình thích màu gì coi, để coi thử coi ở đây có cái màu nào đẹp đẹp một tí. Màu đỏ hả? Wow, màu xanh này có vẻ chói nè. Ok, mình sẽ chơi màu xanh này đi, finish thôi. Rồi xong rồi. Thì căn nhà của mình nó bình thường, nó rất là sập sệ với tivi, ghế sofa và cái giường rất là cũ. Thì mình sẽ bật vô, khi mà mình vô trong nhà là nó sẽ có upgrade home nè ấy, thì mình sẽ kiếm tiền để mà mình nâng cấp cái này lên. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ đi chặt cây. Cái mới đầu vô rìu của mình nó hơi cùi bắp nên là chặt nó khá là lâu. Thì mình sẽ kiếm tiền và mình ấy. Ok biết rồi. Nó bắt mình phải lít vô đây mới được. Thì sau khi mình chặt được một cái nào đó mà mình muốn bán á, thì bấm vô cái cây lê bọt chú húp á, rồi xong đi vô chỗ shop. Mà thôi, mình đâu có cần thiết đâu, mình đang đi đánh mà, đang đi chặt cây mà. Ấy rồi đi qua lại nhà mình thôi. Yes, rồi đi chặt cây tiếp. Chặt cho nó nhiều nhiều cái góc góc trái dưới á, nó sẽ có một cái cặp, cái hình 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 cái cặp. Trời ơi, nó bắt mình đít hoài ta. Ô, bắt đít hoài, bắt hình, hay là nó bắt mình phải bán nha. Thử đi vô shop xem. Thì trong này nó sẽ có nè, ở chỗ này là nâng cấp rìu nè, nâng cấp rìu nè, nâng cấp cúp nè, biết ai là rồi butcher skin, rồi ewis skin, sale thì nằm đây, mình bấm vô sale on thì nó sẽ bán hết vậy thôi. Xong, vậy là xong rồi đó. Thì bây giờ là mình sẽ đi mình sẽ quay lại cái thành kinh của mình để mà chặt cây tiếp. Rồi chặt cây thôi. Thì sau này mà có ai hỏi mình là anh đang quay hả, thì mình xin phép là không trả lời. Mình xin phép rồi nha, là không trả lời. Tại vì sao? Bởi vì không lẽ giờ mình chơi, mình quay thì mình quay á thì mọi người chơi, còn mình nói mình không quay thì mọi người out ra. Không lẽ giờ vô 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 chơi chung với mình chỉ là mục đích là để đi lên được lên YouTube thôi à? Cái đó mình không thích. Thật sự nếu như muốn vô chơi với mình á, mình thoải mái cho vô chơi, nhưng mà đừng có hỏi vậy. Không chảnh, mình không phải chảnh, nhưng mà thật sự mình không thích hỏi như vậy. Vô chơi vui là chính, thì đừng có mà hỏi những cái câu vậy, mình sẽ không trả lời đâu. Thì mình cũng báo trước rồi. Hỏi mấy câu khác thì mình sẽ trả lời. Còn hỏi những câu như vậy á, thì mình sẽ không trả lời. Ok, quay lại với chủ đề chính thôi, là mình sẽ cây. Đấy, chặt cho nhiều nhiều một tí. Chặt khi nào mà full full cái túi đồ rồi mình sẽ đi lên trên kia. Đấy. Ở đây thì nó có nhiều cái hành tinh khác, thì mỗi hành tinh là của một người, mình là sở hữu nguyên cái hành tinh màu xanh lè xanh lét đây. Xanh lá cây đó. Bây giờ công việc này bây giờ chỉ có đi đào thôi. Cái rocket này là gì nè, mình chưa có thử nó, tại vì rocket mà mỗi lần lên á là phải tốn cái 7.500 lần, nên là chưa biết cái rocket này là gì.
Để đó chừng khi nào mà giàu có lên đi rồi tính. Bây giờ sợ nhất là bát full rồi, bây giờ cái túi của mình nó full rồi, bây giờ mình sẽ đi bán thôi. Không biết bán được nhiêu tiền đây. Wow, ngàn mấy luôn. Ok. Khá là đã đấy. Mình sẽ nâng cấp cái này của mình lên. Rồi hết tiền rồi, không cho nâng cấp nữa. Mình sẽ ra ngoài kia. Đi lộn chỗ rồi, không phải cái chỗ này. Đi qua Claybot chứ. Đúng rồi. Đấy. Rồi chặt cây tiếp. Giờ là chủ yếu là game này là đi mai là nhiều thôi. Đi mai nó mới có, đi mai với lại chặt cây nó mới có tiền. Bây giờ mà một lần túi á là đầy một cái túi á là khoảng được 1.000 mấy tiền thì chắc cũng nâng cấp cũng được khá khá đấy. Mà nâng cấp nó càng này càng nhiều á thì nó chặt càng nhanh. Phải chặt cho nhanh chứ không lẽ giờ chặt chậm quá thì nó lại lâu. Lâu thiệt. Game này nó cũng khá là hay á. Mình đi cái đâu á thì nó giống như mình đang ở ngoài vũ trụ thiệt ấy. Đấy. Rồi. Ủa cái mai đâu hết rồi, nãy giờ toàn thấy gỗ không, không biết mai đâu hết. Được 479 tiền rồi. Bây giờ vô mà nâng cấp nhà thì cũng khá là mất thời gian ấy chứ. Đấy, ok. Chắc một lần chặt nữa là đủ rồi đó. Gỗ này bán ít tiền quá, mỗi lần bán được có 1.000 à. Ôi, một lần chặt nữa mới đủ. Giờ chưa có đủ. Nó để trên kia kìa. The rock is living in bao nhiêu thời gian đó. Rồi, đầy rồi thì bây giờ mình sẽ đi cái chỗ này là khu của VIP rồi, không có vô được. Shop. Đúng rồi, shop. À quên, cái này là nó có code nha. Đợi xíu để mình sẽ cho mọi người code. Đây, bán được 1.200 và mình sẽ đứng vô ngay chỗ ô code này. Rồi thì mình tìm được hai cái code của nó là đây. Thử xem ấy, mình sẽ nhận được 2.500 tiền. Và một cái code nữa là click vô. Ủa, code này không có tác dụng ha. Đùa. Code này không có xài được. Nên thôi chắc là mình chỉ tìm được có một cái code này thôi, còn mấy code khác thì không có rồi. Ấy. Đúng không ta? Chắc, đúng rồi, chắc là hết code rồi đó. Mình chỉ có một cái code này thôi. Rồi, để mình nhập lại thử xem. Rồi, ok. Mình đã sử dụng code này rồi. Đấy, thì mình sẽ để code ở trong này nha. Đó. 4.000 mấy và mình sẽ nâng cấp tiếp. Nâng cấp cái này đi, tại vì chủ yếu bây giờ trong cái đất của mình cây thì nó nhiều nhất, nên là mình sẽ
À, mình sẽ nhập nó vô đây, nâng cấp cho nó nhiều lên. Ok, trời ơi, bây giờ một lần nâng cấp của nó là ngàn mấy, mắc thế. Rồi, mình sẽ đi nâng cấp, mình sẽ đi chặt cây tiếp để coi chặt nhanh hơn không. Ồ, thấy sao mình thấy nó cũng giống như vậy ta. Hình như nó không được nhanh hơn tí nào hết, nên là thôi chắc mình sẽ không, chắc là mình sẽ không nâng cấp nữa đâu. Mình sẽ để dành tiền mà mình nâng cấp cái nhà của mình lên. Đấy, chặt có vẻ như nó chỉ nhanh hơn được chút xíu ạ. Khi nào chắc là max level nó mới nhanh hơn được nhiều. Đấy. Có nâng cấp cái bát của mình lên, cái túi của mình lên nữa, nâng cấp lên để chứa nó nhiều hơn. Thì một lần chặt xong, một lần full túi là cái tiền nó sẽ được nhiều hơn nữa. Mà sao nãy giờ đi hoài không thấy cái mai nào hết? Ấy, ôi sao không thấy một cái mai luôn á? Ôi, mai nó ít dữ vậy coi. Game này hình như, theo như mình biết là game này hình như là nó tự sell. Chứ nhìn chỗ này đâu có cái sell nào đâu. Đâu có nút sell đâu, tự sell. Sau này ra thì cứ chọn hành tinh nào đó xong rồi cứ vô thôi. Thì cái nhà của mình sau thì nó sẽ vậy, chứ có cái planet, cái hành tinh á thì nó sẽ thay đổi. Muốn planet nào cũng được, còn cái nhà thì mình nâng cấp sau á thì sau này nó sẽ vậy. Ủa. Rồi. Để đi bán tiếp, không có nâng cấp cái rìu nữa, nâng cấp hơi bị ổ, chặt nó cũng hơi lâu tí. Oh, con cái burn spot nè, cái này là cái gì ta? Để coi có skin nào khác nữa không? Không có, chắc là có một cái này thôi. Mà bây giờ có 500 lận, để nó đi rồi từ từ tính sau. Ồ, chứ giờ chỗ nào nó sao ta? Cho nên nâng cấp cái cặp của mình lên không nhỉ? Nâng cấp lên là 500 nè, mất 500, kệ nó, nâng cấp một cái đi. Cho nó bán nhiều, cho nó nhiều hơn tí. Sau đó rồi mình sẽ đi chặt cây tiếp. Không thấy được một cái ma nào luôn á. Rồi, mình sẽ vô nâng cấp cái nhà của mình lên cái đó. Nâng cấp cái giường, nâng cấp cái tivi nè, nâng cấp cái seat là cái ghế nè. Để coi nâng cấp nào đây ta. Mình đủ tiền để nâng cấp hai cái này. Đấy, xong. Coi, tivi lên được, nó lên bự hơn chút. Đùa. Cái giường nó cũng lên được một chút. Rồi, đi chặt cây tiếp. Ủa lộn. Đấy, mình nâng cấp cái túi của mình lên nè. Đó, nó chặt nhiều hơn. Yes. Bây giờ, không lẽ giờ ra đổi màu Flanet ta. Thôi kệ nó, để cặp sau đổi đi. Bây giờ giờ chủ yếu là đi mai để mà kiếm tiền thôi. Ok. Xong. Được, đâu chưa được một nửa luôn. Wow, này đem về bán cũng được khấm khá tiền ấy.
Rồi, ok, mình đã chặt đủ rồi đó. Thì bây giờ mình sẽ đem đi bán nó để mà nâng cấp tiếp, để mà về mua nhà tiếp. Trời ơi, bán được cũng trả được nhiêu hết, có 1.500.000 à. Chặt thấy ba luôn bán được có 1.500.000 à. Rồi, hơi bị ít đấy. À, lên trên này nè, mất tới 750.000, mất tới 7.500.000 lận. Ồ, nó sẽ dẫn mình, nó sẽ đưa mình tới nơi mà chỉ có ọt, chỉ có, nói chung là nó sẽ đưa mình tới cái hành tinh mà chỉ có toàn bộ nó đều là cái quặng. Ồ. Ok, mình hiểu rồi. Thì nó đề nghị nè, nó đề nghị là cái BitSA của mình nó phải ở level cao mới được. Wow, ok. 7.500 đi lên trên đó thì mình nghĩ là trên đó chắc chắn là sẽ kiếm được cũng khá là nhiều tiền ấy. Để coi bây giờ nâng cấp cái gì đây, nâng cấp cái tivi lên. Đấy, nó bự lên được một chút rồi đó. Và nâng cấp cái ghế ngồi. Ok, nó đồng đều hơn rồi đó. Rồi. Xong, thì chắc mình sẽ dừng video này tại đây thôi. Thì nếu như các bạn nào thấy thích thì hãy like, share video này và đừng quên subscribe channel của mình để nhận thêm nhiều video mới nhé. Bye bye.